Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Nơi này có đền Mẫu Âu Cơ. Mẫu này được gọi là Quốc Mẫu Việt Nam. Tôi xin giới thiệu qua một chút để các bạn biết được vai vế của Mẫu Âu Cơ đối với cái văn hóa tâm linh của Việt Nam. Mẫu Âu Cơ không phải nằm trong hệ thống Tam Tứ Phủ. Mẫu Âu Cơ là con dâu của Kinh Dương Vương và vợ của Lạc Long Quân, là vợ của Lạc Long Quân, là cha mẹ của các vua Hùng. Vậy thì đây là thủy tổ của đất Việt, đây là thủy tổ và là mẫu của các mẫu ở trên đất nước Việt Nam. Mẫu này không phải là mẫu cửu trùng thiên, nhưng về vị thế thì là ngang hàng, vì mẫu Âu Cơ là con, xét về gọi là về phần tâm linh thì là con của Hồng Quân Lão Tổ. Còn mẫu cửu trùng thiên là học trò của Hồng Quân Lão Tổ, cho nên cả hai là cùng vai vế và hai cái trọng trách là khác nhau, hai trọng trách là khác nhau. Có những cái giai thoại thì nói là cả hai là một, tại vì cả hai đều tạo ra con người nhưng không phải là một mà là hai. Các bạn hiểu không ạ? Còn chúng ta đến đây để việc ở cái đền này là rất quan trọng và rất rất quan trọng, nó giống như cái đền Hùng mà chúng ta đã từng đến đó để nhổ trấn đền Hùng, thì ở đây chúng ta cũng cần phải kiểm tra tâm linh một cách cụ thể, cẩn thận. Và ở đây chúng ta không cần phải ấn định cái việc mà mẫu sẽ quản lý tất cả cái tỉnh Phú Thọ này, mà chúng ta quan trọng nhất ở đây đó là kiểm tra cái phần trấn yểm và phần tâm linh ở đây có bị trấn yểm hay không mà thôi. Còn việc mẫu quản lý là mẫu sẽ vẫn cứ quản lý ở cả cái tỉnh này, vì đây đất nước của chúng ta có tỉnh Phú Thọ giống như là thủy tổ của đất nước, thủy tổ của đất nước. Chúng ta cùng nhau vào đây tham quan đền và kiểm tra tâm linh nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến, đây là lần đầu tiên tôi đến. Xin thưa các bạn một điều như thế này. Trong khi chúng ta đang rất 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 gọi là tự nhiên tôi lại bị bí từ, chúng ta đang rất miệt mài, chúng ta đang rất cố gắng và đang đẩy nhanh tiến độ để làm sạch âm phần quốc gia, thì song song với đó cái biểu hiện của trần gian đó là sự phát triển về kinh tế, đó là những tín hiệu đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới đang tập trung vào Việt Nam, đó chính là cái tín hiệu mà âm siêu thì dương thới. Tôi làm thầy trò tôi làm việc này, chúng ta làm việc này không cần nhà nước phải thừa nhận hay là chứng nhận cho chúng ta công việc của chúng ta, mà cái tôi cần, mà cái các bạn cần đó là cuộc sống của người dân thay đổi, đất nước đi vào ổn định về chính trị cũng như kinh tế và quân sự, đẩy mạnh tất cả mọi góc độ để đẩy cái đất nước này lên là một cường quốc của thế giới. Tôi xin nhắc lại, tôi làm việc này không cần nhà nước thừa nhận, mà tôi cần các bạn hãy đồng hành cùng thầy trò và nhất tâm, tín tâm vào những công việc chúng ta đang làm. Đó là những việc tốt nhất cho đất nước, chứ không cần sự thừa nhận của đất nước. Các bạn hiểu không ạ? Cuộc sống của người dân tốt lên, đó chính là cái mục đích chính của chúng ta mà thôi. Mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau vào đây. Tôi không thấy có cái trích lục cái đền này là có từ bao giờ thì tôi chưa thấy có. Chúng ta thử vào trong này xem như thế nào. Đền thờ chính là ở trước mặt, ôi lại nhìn thấy những cái viên đá này, những cái cục đá này. Thưa các bạn, ở các cái đình đền mà có những cái cục đá như thế này, nó đây là một cái điều rất rất không tốt. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem đây là quốc mẫu của quốc gia. Quốc mẫu của quốc gia, nơi thờ tự là ở bên kia. Trước mặt các ngôi đền bao giờ cũng có một cái hồ. Cái hồ này là hồ phong thủy, nó tạo ra sinh khí, linh khí cho cái đền.
Trời lại nắng, hơi nắng. Thưa các bạn, trong suốt một năm nay, từ đầu năm đến giờ, thầy trò vợ chồng chúng ta, đoàn chúng ta đi trong cái nắng của Việt Nam. Tôi không ngại bị ảnh hưởng đến da thịt hay cái phong độ của mình, mà tôi quan trọng đó là tiến độ để làm sao đẩy nhanh càng tốt, âm phần của chúng ta lên cao thì dương phần của chúng ta thay đổi càng nhanh. Mời các bạn. Cũng chỉ xin tiết lộ với các bạn một điều như thế này: xuất phát của mẫu Âu Cơ cũng là trên thiên xuống, và có cái tên gọi chung chung đó là Ngọc Nữ Tiên Thiên. Ngọc Nữ Tiên Thiên này, cái tộc của mẫu Âu Cơ nó khác hoàn toàn với tộc của mẫu Cửu Trùng Thiên. Tôi xin nhắc lại, tại vì các bạn rất hay nhầm lẫn giữa mẫu Âu Cơ và mẫu Cửu Trùng Thiên. Mẫu Cửu Trùng Thiên là tộc Khổng Tước, tộc Khổng Tước. Đây là cái quốc mẫu, nhưng cái không gian tổng thể cũng như cái đền nó cũng rất là đơn sơ. Cái quy mô ở đây nó cũng không phải là quy mô với những thống đình đền trong Tam Tứ Phủ, họ đang cố gắng cải tạo làm mất đi cái nét cổ của các cái đền, để rồi họ lấy không gian để họ tiếp khách, để họ thu tiền. Đấy là cái điều rất rất không nên. Ngôi đền này tôi thấy nó còn giữ được cái vẻ hoang sơ của nó, tức là giữ được cái nguyên bản ban đầu của nó. Và các bạn, chúng ta đây là một bức phù điêu rất là đẹp, bức phù điêu rất đẹp. Đây là thể hiện con rồng cháu tiên ở đây, với cái mũ trên đầu là cái đại diện cho cái thời kỳ đó. Đây giống như là khắc họa lại cái cuộc sống ngày xưa của thời vua Hùng. Bên kia, chị ơi, cho công đức cho nhà đền nhé. Công đức 500. Vâng ạ. Chị, anh thả vào kết thả tiền vào. À vâng. Vâng. Lương Gia Long. Lương Lương Gia Long. Địa chỉ ở đâu ạ? Ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Dạ thôi không cần ạ. Vâng rồi, vâng. Chúng ta cùng nhau vào đây tham quan. Về cái, các bạn có thể nhìn cái điêu khắc ở trên gỗ thì nó cũng khác với các cái đền kia, vì các cái đền kia nó chi tiết hơn, mọi thứ cái điêu khắc hình ảnh họa tiết nó chi tiết hơn. Còn ở đây nó mang cái vẻ hoang sơ của những cái thời kỳ đầu. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta cùng nhau vào đây. Ồ, khá đẹp. Thưa các bạn, ở đây cung cấm của chúng ta có thể được nhìn thấy luôn cái tượng của mẫu Âu Cơ. Rất đẹp. Rất đẹp. Rất là đẹp. Em quay rõ hơn một tí. Về cái thần thái thì tôi có thể đối với tôi thì tôi có thể tả, các bạn thì không nên tả, vì như thế nó gọi là phạm thượng. Chúng ta có thể nhìn vào
cái tượng về cái khuôn mặt, cái trán và đôi mắt. Đấy là những con người đầu tiên của cái tộc ở Việt Nam này, cái tộc người ở Việt Nam này. Nó có một cái nét gì đó, nó không giống với những người bây giờ, không giống với người bây giờ. Nó có một cái nét hoang sơ, hoang sơ. Các bạn nhìn có nhìn thấy rõ không ạ? Rất là, nó khác hoàn toàn. Đây là cái đền thủy tổ, cho nên nó khác hoàn toàn với các cái đền khác. Các cái đền khác thì các cái khuôn mặt của các cái tượng nó có sự khác, hay ta nói theo kiểu khoa học đó là sự tiến hóa, sự tiến hóa của con người. Khuôn mặt nó khác, đầy đặn hơn, trán nó thu nhỏ hơn, mắt nó có thần hơn nhiều. Còn đây nó lại có một sự khác, cái trán ở đây là khác, khuôn mặt nó hơi khác. Tôi đã đưa các bạn đến tham quan ngôi đền này, một ngôi đền rất quan trọng của đất nước. Còn bây giờ, việc quan trọng của chúng ta đó là tôi kiểm tra tâm linh nơi này. Không sai tí nào, lại là Phan Thị Bích Hằng đến trong một cái dịp lễ ở đây, một cái dịp lễ của cái ngôi đền này, vẫn là Phan Thị Bích Hằng. Và lần này đi sau là rất nhiều người, chứ không phải hai người đàn ông nữa. Tôi thấy rất nhiều người vẫn bộ đồ đen, vẫn bộ đồ đen. Tôi xem mang cái gì vào đây. Một cái chuông. Chuông này hơi lạ. Chuông này nó giống như cái quả bí ạ. Nó một cái vòm chuông như này. Và xong trên cái đỉnh của nó bình thường là có một cái móc luôn, nhưng đây nó có một cái núm lên vòm như thế này, sau đó mới đến cái móc lên. Đó là vật chấn. Và bây giờ tôi sẽ giả chấn, đích thân tôi giả chấn ngôi đền quan trọng này. Chuông này nặng quá. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh cùng bản vương gỡ chấn. Thưa các bạn, tôi phải tả với các bạn như này. Cái chuông này thực tế nó khá bé. Hình dạng thì nó là như thế. Nó khá bé nhưng sức nặng về tâm linh của nó lại rất lớn. Và nó bị được đặt ở một ở đâu đó vị trí quanh cái đền này. Và tôi phải vừa ngửa nó lên. Và các bạn bình thường tôi nhổ chấn chỗ nào thì khi tôi rút cái vật chấn lên thì cái dương khí nó sẽ bung lên. Nhưng cái này khi tôi ngả cái gương cái chuông xuống mà nó vẫn đen xì ở cái khu đất đó. Tức là bị chấn rất nặng. Bị chấn rất nặng. Và cái chuông này nó có sức nặng về tâm linh vô cùng lớn. Vậy phải để một thời gian nữa bắt đầu cái âm khí nó mới được đẩy lên. Và âm khí được đẩy lên thì dương khí nó mới thoát lên. Còn bây giờ khi tôi ngả cái chuông ra, ở dưới vẫn đen. Bình thường tôi xin nhắc lại, kể cả ở đền Hùng, tôi nhổ chấn một cái là cả một cái luồng sáng cực kỳ sáng nó thoát lên, còn ở đây nó không thoát lên một cái gì luôn. Rất đáng sợ. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra. Chúng ta cùng nhau kiểm tra. Úi trời ơi, sợ chưa? Sợ quá các bạn ạ. Âm khí ở đây thực sự rất nặng. Thực sự là rất nặng. Rất nặng. Tôi đã nhổ chấn. Đây là thông báo cho chúng ta thôi. Tôi đã nhổ chấn và tôi đã nói rồi trước khi chúng ta rút bài. Âm khí nó còn rất nặng và dương khí nó còn chưa thoát lên được. Rất đáng sợ. Kinh thật. Được rồi. Được rồi. Rất tuyệt vời thưa các bạn. Rất tuyệt vời. Đây là tôi. Đây là tôi đã đến đây. Và tôi xin nhắc lại, ngôi đền này đã bị chấn từ bao giờ thì tôi thực sự tôi không cụ thể được, nhưng bị chấn rất nặng.
Vừa rồi cái Admix đã thông báo cho chúng ta biết được cái nhìn, cái tôi nhìn là như thế nào. Cái mà Phan Thị Bích Hằng này đã gây ra cho đất nước này là như thế nào. Còn bây giờ, việc ở đây chúng ta đã xong. Chúng ta cùng nhau di chuyển đến những nơi khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Sợ thật.